An Giang có đường biên giới gần 100 km giáp với Campuchia, với nhiều đường mòn lối mở, kênh rạch qua lại biên giới. Các đối tượng lợi dụng đặc điểm địa hình để vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới vào nội địa Việt Nam để tập kết tiêu thụ, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, trong đó nổi lên tại các địa bàn biên giới như thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn. Không chỉ ở các địa bàn biên giới, trong nội địa, các đối tượng tìm nguồn hàng từ một số tỉnh thành khác, vận chuyển bằng xe ô tô, xe tải về địa bàn An Giang tiêu thụ. Do đó, các lực lượng chức năng khó phát hiện để kiểm tra, bắt giữ xử lý theo quy định. Một số hộ kinh doanh mua bán vì mục đích lợi nhuận đã lợi dụng một số mặt hàng khan hiếm và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước để mua hàng hóa có nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, trộn lẫn với các loại hàng hóa hợp pháp để bán lại cho người tiêu dùng. Với các mặt hàng nổi lên như phân bón, các loại phụ gia, phụ tùng xe mô tô, nhất, các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp thực hiện, có trường hợp thành lập doanh nghiệp tạo lớp giả bọc doanh nghiệp để đối phó với sự truy bắt của các lực lượng chức năng. Trước thực tế trên, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới và nội địa đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra phát hiện bắt giữ 1.572 vụ, giảm 141 so với cùng kỳ năm 2021. Và hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 163 tỷ đồng, tăng 274,9%. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 15 tỷ đồng, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lực lượng chức năng đã khởi tố 29 vụ án với 31 bị can. Năm 2023, tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, triển khai các biện pháp phòng ngừa, xác lập chuyên án, đánh trúng các đường dây buôn lậu lớn, khởi tố điều tra xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo tác dụng răn đe đối với số đối tượng khác và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, góp phần tạo thị trường ổn định, bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn biên giới và trong nội địa.